mà chưa nói hết được tiếng phổ thông cơ. Mà thực tế ra là khi mà vào trực tiếp thì xem hoàn cảnh của em thì bản thân của em ấy thì cũng hết sức là đồng cảm, thì cũng rất là mong là em chỉ có được cái cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp ở bên gia đình, dù là muốn không còn thôi. Thì mọi người hãy cùng nhau chia sẻ những cái clip như thế này để lan tỏa cái sự yêu thương trong cộng đồng, để rất là mong muốn rằng là có thể chung tay để hỗ trợ được cho em Phú một cái chút nào đó để mà em có được một cái cuộc sống tốt hơn. Hôm nay thứ nhất là đến để thăm gia đình, thứ hai nữa là đến để tìm hiểu cái hoàn cảnh của em Phú này. Thì thực sự ra là bản thân cá nhân em thực sự là thương em, có một chút gọi là tình cảm của em dành cho em Phú, không biết nói gì cả, cũng chia sẻ với lại gia đình thôi. Và cũng mong em là sẽ cố gắng vượt qua tất cả, gia đình cũng cố gắng để vượt qua những khó khăn như này. Và hoàn cảnh của em thực sự là thương quá. Thế con phải cố gắng nhá, được chưa? Bắt tay gần à? Bắt tay gần à? Ngoan nhá, nhá, cố gắng lên nhá, được chưa? Nghe lời bố mẹ, chịu khó, mình làm việc nhà giúp bố mẹ, mình làm được cái gì thì mình làm, nhá, được chưa? Ngoan, được chưa? Được rồi, ngoan quá nhỉ? Năm nay được 10 tuổi đấy thì